Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Để bắt đầu vào làm thì ở đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như là một cây thước kẻ này. Mình có một chiếc cam ta, những cái cây bút màu nước như thế này, kéo này, một cây bút chì và không thể thiếu đó chính là keo dán. Ở đây mình sử dụng là súng bắn keo nha. Mọi người cũng có thể sử dụng các loại hồ dán, keo dán, bông dính, có thể dính được giấy ra được nhé. Về nguyên liệu thì ở đây mình có chuẩn bị hai tờ giấy màu. Mình có màu xanh lá và màu vàng. Giờ mình sẽ đi cắt cái tờ giấy màu vàng này trước nhé. Đối với cái tờ giấy màu vàng này, bây giờ mình sẽ cắt ra một hình tròn nha. Bán kính của hình tròn này mình sẽ để là 6 cm. Giờ mình sẽ cắt hình tròn này ra nha. Như vậy là mình đã cắt xong này. Tiếp theo bây giờ các bạn sẽ dùng con ta và xoay cho mình 12 cái hình tròn nhỏ nha. Hình tròn nhỏ mình sẽ để bán kính là 1,5 cm nha. Hai cái nữa. Giờ mình sẽ cắt nó ra nha. Mình sẽ chia nó ra. Mình sẽ cắt ra nha.
Cái thứ ba này. Cái thứ tư này. Cái thứ năm. Cái thứ sáu. Cái thứ bảy này. Cái thứ tám này. Cái thứ chín. Mười. Mình còn hai cái nữa nhé. Sau khi mình đã cắt xong, giờ mình sẽ gắn nó lên cái hình tròn này nha. Mình sẽ gắn lần lượt lên hết như này nha. Sau bây giờ mình sẽ dùng bút để mình vẽ khung giờ ở đây nhé.
Mình sẽ vẽ luôn kim giờ nhé, kim đồng hồ nhé. Như vậy là mình đã vẽ xong cái khung giờ như thế này rồi. Tiếp theo bây giờ mình sẽ dùng cái tờ giấy màu xanh. Đầu tiên thì mình sẽ cắt cái móc treo. Mình sẽ cắt ra một cái đường thẳng dài để làm cái móc treo này. Giờ mình sẽ gắn nó lên. Vậy là mình đã được cái móc treo như thế này. Tiếp nhé. Giờ mình sẽ cắt ra hai cái lá to. Mình sẽ cắt nó dài ra một xíu nhé. Mình sẽ vẽ cái phần xương lá ra đây nha. Giờ mình sẽ gắn nó đây. Đó. Mình sẽ đậu cho keo nó khô nha. Mình sẽ trong khi đợi cho keo khô, mình sẽ sử dụng một chút màu đỏ này. Như vậy là mình đã làm xong một chiếc đồng hồ có hình quả cam và cái lá như thế này. Rất là xinh xắn và dễ làm. Mọi người có thể tận dụng những cái tờ giấy màu để làm ra những cái đồng hồ như thế này giống mình nhé. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo nhé. Xin